tới nay vẫn còn khá nhiều khách hàng vẫn chưa thực sự biết mẫu xe honda crv có phải là một mẫu suv hay không vậy honda crv là xe suv hay crossover cả suv và crossover đều là những phân khúc xe bán chạy và có mức độ cạnh tranh khá cao không chỉ ở việt nam mà ở hầu hết các thị trường xe hơi trên thế giới đôi khi cũng rất khó để phân biệt hai kiểu dáng xe này với nhau và honda crv cũng là một mẫu xe như vậy khi sở hữu kích thước không gian và các tính năng, trang bị khá tương tự một chiếc SUV. Không tự nhiên khi Honda CZ-V là một mẫu xe được ưa thích tại nhiều thị trường xe trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Xe sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội như thiết kế đẹp, không gian nội thất rộng rãi, động cơ vận hành ấn tượng, nhiều trang bị tiên nghi. Những ưu điểm trên hội tụ trong một chiếc crossover loanh quanh trong tầm giá 1 tỷ đồng là điều khó có thể thấy ở các mẫu xe khác. Về mặt kỹ thuật, Crossover là một mẫu xe sử dụng khung gầm unibody giống sedan, thay vì khung gầm body-on-frame như trên SUV hay các mẫu xe bán tải. Ưu điểm của crossover là thiết kế gọn gàng, tạo được những góc phức tạp trên thân xe chứ không như SUV, đồng thời vẫn có gầm cao, không gian rộng, khả năng chạy những địa hình khó không thua kém SUV. Crossover tổng hợp ưu điểm của cả sedan và SUV. Nhìn chung, xe crossover phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hàng ngày vì dễ vận hành hơn đặc biệt là trong đô thị khi so sánh với các mẫu SUV. Và hơn nữa, Honda CR-V là một lựa chọn tốt nhất trong phân khúc crossover hiện nay. CR-V là một mẫu crossover sở hữu không gian nội thất đáng kinh ngạc. Trong khi các đối thủ khác thì phải cân, đo, đong, đếm từng ly từng tí cho không gian chở khách và hành lý, thì CR-V lại vượt trội hơn ở hạng mục này. Vì là một dòng xe 7 chỗ nên nếu sử dụng hết cả 3 hàng ghế, xe chỉ có dung tích hành lý dao động khoảng 292 lít. Nhưng nếu gập hàng ghế thứ ba dung tích sẽ được nâng lên 968 lít, gập thêm một hàng ghế nữa thì dung tích khoang hành lý tối đa của xe là 1792 lít. Cuối cùng, không gian chở khách của CRV cũng rất được chú trọng. Hành khách ở hàng ghế thứ hai sẽ có khoảng 1026 mm cho không gian để chân, 993 mm không gian phía trên đầu và 1412 mm ở khu vực vai. Con số này trên hàng ghế đầu lần lượt là 1049, 965 1470 mm. Trên thực tế, sức kéo của một chiếc crossover thường không được đánh giá cao, thậm chí ZRV còn có khả năng kéo khá cùi, nhất trong phân khúc. Trong một vài thử nghiệm, chiếc crossover chỉ có thể kéo được tổng khối lượng khoảng 680 kg. Mặc dù được trang bị động cơ 4 xi lanh 1.5 lít với công suất 190 mã lực, nhưng khả năng kéo của CRV vẫn là rất hạn chế. Nếu như bạn đang cần tìm kiếm một chiếc xe có sức kéo tốt, thì nên hướng tới những chiếc SUV mạnh mẽ hơn là crossover. Các mẫu xe trang bị khung xe body-on-frame luôn được đánh giá cao hơn. Ví dụ, một chiếc SUV body-on-frame như Jeep Wrangler không phải là một chiếc xe cỡ lớn, nhưng vẫn có thể kéo tới 1.587 kg khi được trang bị đúng cách. Honda CR-V là một lựa chọn crossover tuyệt vời và rất toàn diện, chỉ có điều nó không phải là một chiếc SUV mà thôi. Mặc dù sở hữu phần thân xe giống SUV và thậm chí cũng có một số tính năng, trang bị tương tự, nhưng nó vẫn không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự thay thế tốt thay cho những chiếc SUV đáng tiền. Honda CRV có giá cả phải chăng, tiết kiệm nhiên liệu và không gian linh động có thể vừa tối ưu chở hàng và chở người. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.